Vâng, kính thưa quý vị, chiều hôm nay thì Quốc Võ cũng tiếp tục chia sẻ một số những thông tin quan trọng về việc của bà Nguyễn Phương Hằng và một số những nhân vật liên quan đến câu chuyện này. Thì báo chí trong thời gian vừa qua cũng đăng rất là nhiều luôn, mỗi như là mỗi ngày như vậy, mỗi tờ báo như vậy họ đăng cũng mấy tin là quý vị, rất là nhiều tin. Và những cái tin này của nhiều phóng viên khác nhau. Thì quý vị biết rằng là cái quan điểm của mỗi người mỗi khác, đặc biệt là phóng viên viết bài cũng vậy quý vị. Cùng chung một tờ báo nhưng mà có người thì viết bài thì có thể rằng là khi mà không có cảm tình với là bà Hằng đó thì viết những cái bài rất là nặng nề. Còn có những người ngược lại cũng là phóng viên của tờ báo đó nhưng mà họ có cảm tình, họ hiểu được câu chuyện đó thì họ viết bài nhẹ nhàng hơn và họ nói cái quan điểm của họ nó chính xác hơn. Hôm nay thì Quốc Võ chia sẻ cho quý vị một vài cái bản tin trong những tờ báo, mà đặc biệt là tờ báo Tiền Phong này hôm nay có hai cái tin của hai phóng viên khác nhau mà lại viết cái kiểu viết khác nhau. Một người thì trước mặt quý vị đây, vì sao Viện Kiểm sát tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng, thì là một phóng viên có vẻ như là không thích lắm về cái bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên họ viết có vẻ nó, cái lời lẽ của nó hơi có vẻ như là có vẻ hơi là không có nghiêng về phía bà Hằng nhiều hơn. Tức là nghiêng về phía những người mà tố cáo bà Hằng á, quý vị. Thì trước hết thì chúng ta cùng đọc sơ qua cái bài báo này coi họ viết cái gì cái đã, rồi chúng ta cùng phân tích nha. Như Tiền Phong ngày 7 tháng 4 đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về bốn bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó, bị can Nguyễn Phương Hằng bị kết luận có vai trò chủ mưu cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng. Cùng thời điểm này, Viện Kiểm sát dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng theo lệnh tạm giam số 14447 ngày 6 tháng 4. Viện Kiểm sát xét thấy cần thiết tạm giam bị can để hoàn tất thủ tục truy tố, thời gian tạm giam 19 ngày, kể từ ngày 7 cho đến ngày 25 tháng 4. Viện Kiểm sát yêu cầu trại giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đây là lần thứ 3 Viện Kiểm sát dân ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều lần ra lệnh tạm giam và gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trong vụ án này, 10 bị hại chỉ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm họ. Riêng bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên ông Vinh. Ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai bồi thường thiệt hại về vật chất là 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm ông. Như vậy là cái người phóng viên của tờ báo này họ không cập nhật thông tin quý vị. Làm báo là phải song song sáo ha, cứ như là sát sao với lại cái như là những cái tin tức cho nó chính xác. Trong khi là Thủy Tiên đã rất là nhiều tiếng đồng hồ trước đây đã lên tiếng về vấn đề này là coi như là không có chính xác về cái vụ việc, mà coi như là nói rằng là bồi thường thiệt hại đó, tức là bà Tiên bà nói là những cái thông tin về mà diện bồi thường thiệt hại. Coi như là khi mà những cái những lời lẽ mà xúc phạm vu khống về những cái tổn thất đó, của bà Tiên với là ông Vinh là sai, không có đúng, không chính xác. Như vậy mà cách đây chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi quý vị, đây là tờ báo này họ đăng lên nè, họ đăng lên là mấy giờ quý vị, 6:31 buổi chiều. Thì hiện tại bây giờ Quốc Võ đang làm clip này là chỉ có 7:42 thôi, tức là một tiếng đồng hồ trước thôi, hơn một tiếng trước. Mà họ nói rằng là vẫn còn giữ cái tin này. Như vậy là chứng tỏ rằng là không cập nhật. Hả? Phóng viên báo chí là phải cập nhật thông tin cho nó chính xác. Cái này là cái như Thủy Tiên đã lên, đã nói đính chính rồi là không phải như vậy. Mà vẫn tiếp tục đăng. Như vậy là sao quý vị?
như vậy là coi như là quá dở. Rồi họ viết tiếp nè, cái gì mà tiến sĩ luật tiếp tay cho bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội, liên quan Đặng Anh Quân, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình thì bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào những buổi livestream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Đặng Anh Quân đã cùng tương tác phát ngôn về nội dung liên quan, đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Cái này là họ nói chưa chính xác vậy. Ông Quân là ổng là ai? Ổng là tiến sĩ luật, ổng là giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ổng cùng tham gia với bà Hằng với vai trò là khách mời. Thì trong những cái buổi livestream bà Hằng đó, chính ổng là những người phát ngôn ra những cái phát ngôn nó đúng tiêu chuẩn của một cái người là gọi là tiến sĩ luật, tức là phát ngôn với những cái vấn đề chia sẻ về luật pháp. Và đôi khi có những lần ông cũng ngăn chặn lại bớt những cái lời nói mà nó hơi hơi cái như là thái quá, tức là cái như là hơi tục tĩu, hoặc là những cái phát ngôn mà không cái đúng chuẩn ở trên mạng xã hội. Khi mà hàng phải nóng lên á thì nói cái như là bất chấp mà quý vị ha, tại vì mình nóng quá mà. Khi mà những cái thành phần kia họ vu khống, họ nhục mạ xúc phạm mình thì mình lên mình đớp chát lại. Thì ông Dung ông Quân này là có nhiều lần ổng đã ngăn chặn là kịp thời, thậm chí coi những nhân vật khác nữa, những nhân vật khác mà bà Hằng mời lên trên cái những cái buổi livestream đó có những cái lời lẽ có vẻ như là nó xúc phạm đến cơ quan chức năng thì ổng cũng kịp thời ổng ngăn chặn lại. Và những cái phát ngôn của ông Quân này mình thấy rằng là nó không có vượt qua cái hạn cho phép của một người mà giảng viên đại học luật, chứ không phải là ông Quân là ổng coi như là tát nước theo mưa, coi như là tương tác những phát ngôn mà có liên quan đến những cái vấn đề về nhục mạ người khác thì nó không hẳn là chính xác. Rồi báo chí còn nói thêm là đồng thời nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân đã vi phạm điểm D khoản 1 điều 5 nghị định số 72 xuyệt 2013 về quản lý cung cấp dữ liệu sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng. Việc tham gia livestream của ông Quân chỉ dừng lại khi bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng khai là không có mâu thuẫn với những cá nhân đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm. Nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên Nhi, Hà và Tân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, giúp sức cho bà Hằng tổ chức các buổi livestream liên tục và đăng tải bài viết trên trang Fanspace là Hoàng Nhi và Hà Ly để xúc phạm các nhân cá nhân bà Lê Thị Giàu và Trương Thị Việt Hà. Ngoài ra, các bị can Nhi, Hà và Tân khai nhận sử dụng các điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung bà Hằng trực tiếp livestream có những phát ngôn xúc phạm các cá nhân, vân vân. Thì thật sự mà nói là những cái người mà nhân viên của bà Hằng như là Mai Nhi, Thu Hà hoặc là Công Tân đó là những cái người mà nhân viên thôi, họ cũng còn khá là trẻ tuổi và họ chỉ làm việc ăn lương. Thì chủ họ sai thế nào là làm như thế đó thôi, chứ đâu có thể mà cãi lời chủ được. Quý vị, cái chuyện đó là cái chuyện rất là dễ hiểu và cũng không có làm gì mà quá đáng, bởi vì Mai Nhi, Thu Hà và Công Tân cũng không có bất cứ một cái lời nói nào ở trên mạng xã hội cả, tức là đứng sau cái cánh gà thôi, hỗ trợ cho cái việc livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, chứ không có bất cứ một cái phát ngôn nào, cho nên không thể xử họ vào cái tội mà 311 được, quý vị. Đó, thì cái bài viết này là của phóng viên tên là Tân Châu và Trọng Thịnh, tức là hai người, có thể là một người lấy thông tin còn một người là viết bài ha. Thì cái bài viết này nó không có vẻ gì là nó tốt cho bà Hằng cả. Còn 19 ngày nữa là hết cái hạn tạm giam, thì chúng ta mong đợi coi như là một cái ngày mà bà Hằng ra tòa sẽ đi coi như là mạnh mẽ can đảm bước ra tòa để đối chất với tất cả những cái thành phần kia, bởi vì trong cái phiên tòa đó thế nào cũng có những thành phần khác cùng tham dự, những thành phần mà cũng bị là bắt tạm giam bởi vì những cái vấn đề về vu khống nhục mạ xúc phạm bà Hằng.
mà chúng ta thấy rõ ràng là còn rất nhiều nữa quý vị, không phải là chỉ có hai thành phần giống như Hàng Đi và Trần Nhân Sĩ đâu, còn nữa, còn rất nhiều. Bây giờ cũng trong một cái bài báo cũng là báo Tiền Phong luôn quý vị, nhưng mà có một cái bài báo khác của một cái phóng viên khác, họ viết bây giờ chúng ta cùng đọc qua bài báo này. Bà Nguyễn Phương Hằng khai bị Đàm Vĩnh Hưng vi oanh xúc phạm máy móc máy trước. Bởi vì coi như là không có lửa thì không có khói. Chứ đâu có bao giờ giờ mà bà Hằng mà coi như tự nhiên bà lôi tên ra mà bà chửi một cách là vô cớ quý vị. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm 10 nghệ sĩ, ca sĩ cá nhân là do những người này cũng xúc phạm bà và làm ảnh hưởng đến công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu v.v. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 bị can khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm 10 nghệ sĩ, ca sĩ cá nhân trên không gian mạng, gồm có ông Nguyễn Võ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Trương Thị Việt Hà và bà Lê Thị Giàu với nhiều nguyên nhân khác nhau. Cụ thể đối với ông Nguyễn Võ Hoài Linh thì bà Hằng cho rằng ông này có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà Hằng yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì nam danh hài lại im lặng không lên tiếng. Đối với ca sĩ Vy Oanh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam thì cho rằng nữ ca sĩ có đăng tải một cái bài viết trên trang fanpage nội dung không liên quan đến bà. Tuy nhiên ở phần bình luận thì ca sĩ Vy Oanh để bình luận móc máy xỉa sói việc bà Hằng ủng hộ làm đất từ thiện chống Covid-19. Đối với nhà báo Hằng Ni, bà Hằng cho rằng bà Hằng Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm chống phá công ty Đại Nam, chống phá quỹ từ thiện Hằng Hữu. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông Nguyễn Đức Hiển đã có trả lời phỏng vấn trên trang VOV thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam quy kết bà về tội danh quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, và ông Hiển có các bài viết video đăng trên các trang fanpage, Facebook, YouTube cá nhân đưa ra thông tin sai lệch ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và công ty Đại Nam. Đối với ca sĩ Thủy Tuyên và Lê Công Vinh, bị can Nguyễn Phương Hằng cho rằng Thủy Tuyên hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân. Bị can Nguyễn Phương Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan đã có những phát ngôn xúc phạm bà trước. Bà Hằng cũng cho rằng bà Giàu và bà Hà cùng nhiều người khác là một tổ chức chống phá ngầm cá nhân bà và công ty cổ phần Đại Nam. Qua đấu tranh, bà Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên trang fan Facebook liên quan đến những người trên là do đọc trên mạng internet, đọc báo, nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Các video, các kênh bà Hằng đăng tải trên không gian mạng có số người lọt vào xem, người bình luận, nhiều lượt bình luận, nhiều nhất là có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích, 5.021 lượt bình luận. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng còn thừa nhận đã chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông, chuẩn bị nội dung tổ chức livestream, soạn thảo, đăng tải bài viết xúc phạm nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, cá nhân trên không gian mạng. Thưa quý vị, qua một cái bài viết này đó, thì quý vị thấy như thế nào quý vị? Nếu như mình nhìn vào một góc độ khách quan và cái cảm xúc của từng người một, thì quý vị thấy ra sao? Riêng đối với Quốc Võ đó, thưa quý vị, khi bà Hằng khai với công chức năng là những cái gì mà bà đã làm, thì 100% đều nhận tội về phía mình quý vị. 100% đều nhận tội về phía mình và không có khai ra bất cứ một nhân vật nào ở trong câu chuyện này. Không có khai bất cứ một nhân vật nào để cho họ không có bị phạm tội và nhận tất cả trách nhiệm thuộc về mình. Bởi vì sao? Khi mà có những cái bà Hằng thì dĩ nhiên là không có giỏi về
công nghệ rồi ha, chúng ta đã biết bà Hằng không thể nào tự mình tìm hiểu thông tin từ các nhân vật ở trên, tức là 10 nhân vật ở trên đó, thì bà Hằng không thể nào tự mình tìm hiểu thông tin, không thể nào tự mình khám phá ra được là như họ đã nói cái gì xấu gì như thế nào, không thể vu khống mình, mà cho mà được cho thông tin từ các YouTuber, từ các nhân viên, từ các YouTuber, từ các hacker đã coi như là tham gia vào cái câu chuyện này quý vị. Cho nên là bởi vì sao? Bởi vì cho nên là khi mà khai với lại cơ quan chức năng đó, thì không bao giờ có cái chuyện mà bà Hằng khai ra là cái người kia, người này, người nọ đưa thông tin cho tôi, mà bà Hằng đều nói rằng là sao quý vị? Bà Hằng đều nói rằng là tôi là đọc ở trên internet, đọc trên báo chí hoặc là nằm mơ thôi, và chưa được kiểm chứng, không có chứng minh, chứ không có nói ra bất cứ một cái tên nào, một cái YouTuber nào hoặc là một cái nhân vật nào đó hoặc là hacker nào đó đã đưa thông tin cho bà Hằng. Nhận hết tất cả những cái tội về phía mình. Còn riêng về phía của Mai Nhi, Thu Hà hoặc Công Tân đó, thì bà Hằng cũng luôn luôn nói rằng là bà đã chỉ đạo cho những người này làm, và những người này là nhân viên của bà, cho nên là coi như là họ không có thể nào cãi lệnh được, mà coi như tập một trung 100% là tuân theo lệnh thôi, tại vì họ ăn lương mà, họ là việc họ ăn lương, họ nhân viên, cho nên là họ phải coi như là làm theo chỉ đạo của bà Hằng thôi. Cho nên là bà đã nhận hết tất cả trách nhiệm thuộc về mình. Đó. Hôm nay thì cũng có một cái tin mới ở trên một tờ báo gọi là Người Lao Động đó. Thì có một cái bài viết. Cái bài viết này nói về Đàm Vĩnh Hưng đã nói gì về thông tin đòi bà Hằng bồi thường 43 tỷ. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng xem qua luôn ha, xem qua luôn cái bài viết này. Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán mức bồi thường 88 tỷ mà phía ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan bà Nguyễn Phương Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Ngoài truy tố bà Hằng cùng 4 bị can khác thì kết luận điều tra này còn ghi nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại trong vụ án. Trong số đó, đa số bị hại yêu cầu được xin lỗi công khai. Riêng vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường tổng cộng là 88 tỷ đồng. Cụ thể thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng. Bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Tương tự ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngoài yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, còn yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất là 43 tỷ đồng. Điều này khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều bình luận rơm rã. Chia sẻ thông tin này đó, thì phía Đàm Vĩnh Hưng có cho biết rằng là nguyên tắc của chúng tôi trong vụ việc này là im lặng làm việc với cơ quan chức pháp luật. Việc của chúng tôi làm là phải thượng tôn pháp luật. Chúng tôi xin phép không phản hồi hay có bất cứ thông tin nào về những thông tin này. Thông tin từ giới luật sư cho biết, với bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm bị xâm hại, nếu các bên không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định mức bồi thường thiệt hại là không quá 10 tháng lương cơ sở do nhà nước quy định đối với mỗi người bị hại, tương đương không quá 14,9 triệu đồng thôi quý vị. Theo điều cái điều là gọi là 592 bộ luật dân sự đó 2015, việc một số những cá nhân yêu cầu bà Hằng và các đồng phạm bồi thường hàng chục tỷ đồng về danh dự nhân phẩm uy tín xâm phạm là thiếu cơ sở để xem xét. Còn đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất để chứng minh phải dựa trên kết quả định giá. Riêng với thiệt hại về vật chất liên quan đến cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư, việc chứng minh lại không hề đơn giản. Đó. Thì luật sư cho biết như thế quý vị. Cho nên không thể nào dễ dàng mà lấy coi như là của người ta là tới mấy chục tỷ đồng một cách đơn giản đó quý vị. Mà chỉ bồi thường là không quá 10 tháng lương thôi. Thì theo quy định là tương đương không quá 14,9 triệu đồng thôi nha quý vị nha. Đó. Đó là những cái gì mà báo chí họ đã lên trên ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin. Nếu như có thông tin gì mới thì Quốc Võ sẽ cập nhật thông tin cho quý vị sau. Và quý vị hãy ủng hộ Quốc Võ bằng cách là đăng ký kênh, nhấn vào nút subscribe hoặc là like để chia sẻ được link này. Và cũng như hôm nay thì Collagen đã về tới rồi quý vị. Rất là tuyệt vời. Cũng giống như những đợt khuyến mãi trước mà còn
đặc biệt tặng thêm một cái món đồ giá trị nữa. Nếu như quý vị nào mà mua 6 hộp đó, collagen, thì quý vị sẽ được tặng thêm là 4 hộp nữa quý vị, tức là mua 6 được 10 đó quý vị. Ha. Mỗi hộp collagen là $90, 6 hộp là 540. Thì được tặng thêm 4 hộp nữa, và đặc biệt là tặng thêm một chai dầu Tibet nữa ha. Chai dầu Tibet này rất là tuyệt vời luôn. Giá $15 nhưng mà có phải tặng luôn cho quý vị luôn. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy theo dõi một clip như là chi tiết sau đây nha. Rồi thưa quý vị, hàng về. Quý khách đã chờ khá lâu, cũng 5-6 tháng nay là không có hàng, và quý khách cũng đã gọi điện thoại lại để order. Thì thưa quý vị, hàng bây giờ về rất là nhiều, cho nên là có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho những quý khách nào mà coi như là đã chờ đợi rất lâu, và cũng như là những người mà quý vị khán giả mà mới đó, thì sẽ có một cái đợt đặc biệt khuyến mãi trong tháng 4 này quý vị. Tức là quý vị nào mà order 6 hộp, tức là 6 thùng á, thì sẽ được coi như là 6 hộp chứ lộn, 6 hộp là sẽ được free 4 hộp, mà còn free thêm một chai dầu nữa, đó, một chai dầu Tibet nữa quý vị. Thì dành cho trong tháng 4 này ha, tất cả quý vị mau điện thoại cho Võ, số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474, có ship tại Việt Nam luôn nha quý vị nha. Ok, I love you.